Mọi người ở chỗ khác thì mình chẳng biết thế nào Nhưng ở Hà Nội thì chắc biết thế nào là shipper trùa ha Người ta thì toàn gặp shipper đáng yêu nhiệt tình Mình thì cũng gặp anh nhiệt tình đó Nhưng nhiệt tình thế này thì hơi quá Bắt đầu từ tuần trước Khi mình đặt hai đơn hàng trên shopee Trên app thì nó thông báo là có hai đơn hàng đang giao đến bạn Nhưng khi cái anh shipper quen ấy lại giao cho một cái Mình nghĩ chắc hai đơn này là hai người giao khác nhau Hoặc là shipper giao thiếu cứ thế mà cắm vào Chờ đợi người ta giao hàng nữa Cỡ một tiếng sau đúng như sự dự đoán của mình, cái anh shipper ban nãy gọi lại cho mình thiệt. Mình bắt máy nhưng mà giọng anh ấy rất đẻo cán. Ôi em ơi, anh giao thiếu hàng cho em rồi, công chúa ra lấy hộ anh nha. Mình anh ta gọi thế thì mình cảm giác hơi mất tự nhiên và thoải mái. Nhưng mình không nghĩ gì nhiều, tưởng anh ấy chỉ trêu thôi nên vẫn ra nhận đơn. Lúc mình ra nhận đơn thì anh ta chìa máy lên rồi bảo, anh lưu rồi em rồi, mình kết bạn Zalo nha. Tới gì anh giao cho tiện Bao giờ gần đến nhà em anh chủ động nhắn trước Hoặc là em chưa nhận thì nhắn cho anh để anh giao cho Mình nghĩ anh ấy quý mình Hoặc đây chỉ là shipper thân thiết Nên mình cũng kết bạn zalo Chứ mình không hề nghĩ nhiều Nhưng mà đến lần giao hàng khác Lần này chỉ có một đơn hàng Lúc mình đưa tiền cho anh ấy Thì hắn ta đã cố tình chạm sượt qua tay mình Rồi nhìn mình đầy ẩn ý Mặt mình khi ấy chẳng biểu cảm gì Nhưng trong lòng mình đã nhen nhóm nỗi sợ hãi rồi Mình nhanh chóng chạy vào nhà những lần giao hàng khác, mình toàn nhờ người lấy hàng, chứ mình chẳng dám ra lấy. Hoặc là thanh toán trước rồi bảo anh ta ném vào nhà. Nhiều lần như thế, anh ta bắt đầu nhắn tin làm phiền mình. Em tránh mặt anh hả bé? Mình đọc nhưng chẳng trả lời. Thấy mình đã xem thì hắn ta nhắn tiếp. Em xin thật đấy, mẹ em cho em ăn gì mà xin thế nhỉ? Còn trắng nõn nữa. Đọc đến đây thì mình bắt đầu thấy tỏm rồi. Anh ta đang quấy rối mình hả? Mình nhắn lại. Nè anh, anh đừng thu lỗ như vậy được không? Anh không thấy mình vô duyên hả? mình tưởng mình nhắn vậy thì người ta sẽ cảm thấy xấu hổ mà dè chừng. Nhưng không, anh ta thẳng thừng bày tỏ với mình luôn. Anh thấy em xinh thì khen thôi mà, anh yêu em lắm luôn ý. Từ cái việc thấy khiếp thì mình chuyển sang sợ anh ta, gã này biến thái đúng không? Có hôm đã một giờ sáng rồi nhưng anh ta vẫn gọi vào số máy mình. Thấy số anh ta thì mình tắt máy không nghe luôn. Thấy mình không nghe thì anh ta lại lấy số khác để gọi FaceTime cho mình. Mình không biết ai gọi nên mình cũng bắt máy. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Anh ta đang tự làm chuyện ấy, miệng thì lẩm bẩm. Nhi ơi anh nhớ em. Bình hoảng quá mình tắt máy luôn. Suốt cả buổi tối hôm đó, mình như bị sốc tâm lý ám ảnh kinh hoàng. Kinh tởm thật chứ. Không biết ngại là gì sao ta? Tệ hơn nữa là ngày hôm sau, mình có một đơn hàng phải nhận. Thế là mình đành mở block số điện thoại và zalo của anh ta để anh ta gọi. Y như rằng lúc gần đến nhà mình anh ta nhắn. Nhi của anh có đơn nè em mình vẫn ám ảnh vụ tối qua nên chẳng muốn nhìn mặt anh ta. mình đành nhờ mẹ đi lấy hộ mình. lúc trời nắng dù mẹ không muốn nhưng vẫn chiều mình. mặc áo chống nắng đội kính mít rồi ra lấy đồ. mẹ ra được vài phút thì mình nghe thấy tiếng la ở ngoài cổng. mình sợ hãi chạy ra thì thấy mẹ vừa cởi áo chống nắng ra đang đứng chửi. tiên sư nhà mày thằng điên. Nhi của anh. tao là mẹ đó đây mày ôm cái gì? sau đó mẹ thấy mình mẹ chỉ thẳng mặt nói rồi mẹ hỏi người yêu của mày hả? Ngay lúc này, mình như sắp chết đuối mà vớ phải cọc, mình không ngại ngùng gì mà nói luôn. Không phải mẹ, anh ta cứ làm phiền con. Vừa nghe xong chưa kịp để hắn nói gì, mẹ mình giật cái chìa khóa của hắn ta, rồi lấy cái chổi quét sân quật cho hắn ta một trận, vừa quật vừa chửi. Mày thích dê con gái của tao không? Tao nói cho mày biết, nếu mày còn dám làm phiền con bé, thì tao sẽ tố cáo mày lên tổng đài. Từ giờ trở đi có đơn hàng nào, thì tao sẽ nhận thay con bé, hoặc là mày cứ vứt vô nhà. Nếu tao còn biết ha, mày nhắn tin hay gọi điện cho con tao, Tao thề tao không tha cho mày đâu Hiểu chưa Hắn ta thấy mẹ mình hùng hổ quá nên đến Dạ dạ vân vân rồi xin lỗi Hứa sẽ không như thế nữa Sau lần ấy thì hắn đúng là chẳng dám gọi điện hay nhắn tin cho mình thật Mình cũng không dám ra nhận hàng luôn Mẫu hậu đại nhân đúng là chiến thần Chào mọi người Mình không hiểu sao 25 tuổi rồi mà mình chưa có mối tình trong đầu Mà mình vẫn chưa có mối tình đầu Trong khi cũng tích cực đi tìm chân ái cuộc đời lắm nha có lẽ số tình duyên của mình chưa tới mà rõ nhất là rất là đào hoa cơ nha nhưng mà hoa đào nào cũng nát hôm bữa mình than thở với con bạn mình thế là nó giới thiệu cho mình quen ông anh họ của nó mình xem qua hình và nghe lời con bạn kể thì thấy khá ưng nên cũng đành liều làm quen thử bọn mình có nhắn tin trước khi đi cà phê với nhau đến hôm đi hẹn mình đã chuẩn bị rất chu đáo mình là người theo phong cách ăn mặc phóng khoáng nhưng hôm ấy vì là buổi đầu tiên gặp gỡ nên mình mặc rất kín đáo với một chiếc váy liền thân và áo sơ mi bên ngoài mình đến nơi đúng giờ hẹn và thấy anh đã ngồi ở đó mình hài lòng vì điều này bởi anh không những đúng giờ mà còn chủ động đến sớm hơn nữa mình cảm giác anh cũng coi trọng buổi hẹn này mình đến chào hỏi anh cũng đứng dậy chào rồi nhìn mình một lượt anh bảo nhìn em khác trên mạng nhỉ ngoài đời em kín cổng cao tường quá mình nghe câu này xong thì hơi thất vọng vì vô duyên vậy cha vâng tôi mặc như thế vì sợ mấy người như anh đấy anh ạ à. nhưng đã đến nơi rồi chẳng lẽ mình đi về mà nhìn kỹ lại ôi rồi bên ngoài bánh bao đẹp trai bên trong thì bộ răng vàng khè mình chỉ biết cười trừ nhìn anh trừ ngồi xuống bình thường mọi người đi date lần đầu thì sẽ ngồi đối diện nhau đúng không mình cũng vậy nhưng anh ta lại xách xác chạy đến ngồi cạnh mình mình bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai rồi mà cái vụ ăn mặc mình đã im lặng cười trừ nhưng mà anh ta vẫn chưa buông tha anh ta hỏi sao trên mạng em ăn mặc mát mẻ thế đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt Điểm mấu chốt là răng anh vàng và miệng anh hôi vải trưởng. Ngồi gần nên mình ngửi được mùi hôi nồng nàn ấy luôn. Đã thế thì mình mạnh dạn trả lời. Em thích mặc gì kệ em chứ. Thấy em nói thế nên mặt anh sượng trân, im lặng luôn. Em thì mặc kệ, cũng chẳng muốn bắt chuyện hay tìm hiểu gì nữa. Nhưng cái sự xấu hổ ấy chỉ được một vài phút. Anh ngồi gác tay lên ghế em. Trần đời em ghét nhất là cái kiểu này. Em cảm giác thích ra vẻ ta đây lắm rồi. Rồi anh bảo em. Trời thì nóng mà trong em mặt còn nóng hơn hay là cởi bớt ra đi Mình khó chịu câu mày bảo Em không thích Thấy mình tỏ vẻ không vui như vậy Anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn luôn Anh ta lầm lừ nhìn mình rồi bảo Em tỏ vẻ thanh cao thế làm gì Thích lạc mềm buộc chặt à Mình khó hiểu tròn mắt nhìn anh Thì anh bảo tiếp Chẳng phải em ăn mặc mát mẻ như thế trên mạng Là để người khác nhìn và tìm bạn giường hả Anh à, nói thẳng luôn Không giấu em Anh đến đây chỉ để muốn em đi nhà nghỉ với anh thôi Anh còn sự nghiệp Chẳng muốn yêu đương nếu biểu hiện của em tốt anh sẽ cân nhắc cho em làm tình nhân lâu dài anh tin là em cũng cùng chí hướng như vậy nên em không cần tỏ vẻ ngại ngùng mất thời gian đôi bên mình sững sờ nhìn anh ủa có cần mất dạy gớm ghiếc như vậy không mới lần đầu gặp mà đã sổ sàng vậy rồi mình mặc gì cũng là quyền của mình mình mặc vì sở thích chứ là không phải là mình có nhu cầu tìm bạn giường mình đứng dậy bảo anh thần kinh hả mặc gì liên quan đến anh chắc vì anh là anh họ của cái nhung nên tôi mới tin tưởng bạn tôi mà đến đây Tôi chỉ muốn một mối quan hệ yêu đương bình thường Ai bảo với anh là tôi tìm bản tình Anh điên nó vừa thôi Nhìn lại mình xem Về thay bộ răng và xịt thơm đi rồi nói chuyện Đồ điên Thế là mình bỏ đi Nhưng mà gã ta lại kéo tay mình lại Mặt đỏ tía tay rồi chửi Mày chửi ai điên đó Mày thích tao kéo mày vậy thẳng giờ nghĩ luôn không Lúc này mình sợ quá mình la to lên Tay thì giằng co với anh ta Thấy mình la to quá Nhiều người nhìn nên gã ấy cũng thả tay cho mình đi Trước khi đi Thì gã bảo Tao là nể con em tao đó Mày nhớ mặt tao mình sợ khiếp vía sau đó mình cũng về được nhà an toàn may mà không cho hắn biết địa chỉ nhà mình mình về mắng cho con bạn mình một trận con bạn mình thì bảo anh họ tao như vậy luôn hả hôm trước anh ấy than với tao là muốn có bạn gái chứ tao không hề ngờ là anh tao như vậy tao xin lỗi mày để tao về tao nói với bác tao mình mệt mỏi tắt điện thoại mình chẳng biết lời bạn mình nói thật hay không nữa mình lúc ấy vẫn trung chảy lắm sao mình đen thế không biết nữa chào mọi người Việc kiếm được người yêu đã là một chuyện khó khăn, còn khi bước vào tình yêu thì xảy ra những vấn đề lặt vặt lại càng là một chuyện khó xử hơn nữa. Chẳng hạn như chuyện cũng không có gì, nhưng có một số tình huống keo kiệt của bạn trai lại vô tình đẩy mối quan hệ yêu đương càng vào con đường bế tắc. Em và anh ấy quen nhau qua mạng xã hội, chỉ vì kết bạn cũng đã lâu và tích cực tương tác qua lại trên Facebook. Và những lần rep story dạo chơi cho vui Nên tụi em có inbox với nhau được một thời gian thấy nói chuyện cũng hợp nên có vài lần hẹn nhau gặp mặt ở ngoài và từ đó em cũng nhận lời yêu từ anh khá vội vàng. Em 25 tuổi, anh ấy thì hơn em 2 tuổi. Sau khi ra trường cả hai đều có công việc tài chính ổn định. Anh thì ở với mẹ, còn em thì ở riêng từ lúc bắt đầu đi học đại học đến giờ. Như bao cặp tình nhân khác, tụi em cũng có khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau. Anh ga lăng quan tâm em từng chút một, lại còn rất tâm lý yêu chiều em hết mực cả hai gia đình đều biết mối quan hệ của tụi em và mọi người đều lo sợ rằng con gái như em sẽ chịu nhiều phần thiệt thòi phí mất tuổi thanh xuân nên cũng muốn tụi em tiến đến hôn nhân biết là vậy nhưng tụi em vẫn chưa sẵn sàng và đang cố gắng tập trung cho sự nghiệp ở hiện tại trong lúc tụi em yêu nhau anh chi tiêu khá là tiết kiệm với lý do anh bảo tích lũy cho tương lai sau này của hai đứa nên em cũng không suy nghĩ gì nhiều mà còn thầm bảo anh lo cho chuyện sau này của hai đứa như vậy là quá tốt rồi còn gì bằng lúc này em còn thấy em đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi Em nghĩ lại khoảng thời gian mà còn yêu nhau mà vẫn còn cay cay. Từ ban đầu em không quan tâm đến lương bổng hay tài chính của anh mỗi tháng như thế nào cả. Sau này nghe mẹ anh bảo em mới biết được anh làm cũng rất khá. Em cũng hơi hụt hẫng phần nào. Bạn bè em nhiều người nói anh rất kêu. Vậy mà em đã bỏ mặt tất cả. Yêu đương mù quáng lại còn bảo tiết kiệm một chút là tốt mà. Nhưng mọi chuyện đâu diễn ra suôn sẻ như vậy được. Mọi thứ cũng dần dần lộ ra theo thời gian. Càng bên nhau lâu, Em mới vỡ mộng rằng anh không đơn thuần là tiết kiệm không đâu Mà anh là một gã kêu kiệt bủng xỉn Anh cũng đâu có nghèo gì Càng ngày anh càng đặt nặng chi phí Nhân dịp 8 tháng 3 Anh đã tặng cho em một món quà Là chiếc kẹp bé tẹo Trị giá tận 20.000 đồng Em cảm động đến muốn rớt nước mắt luôn vậy đó Rồi còn nhân dịp sinh nhật em anh đi làm về ghé qua nhà Em còn tưởng tượng ngày hôm đó Ít nhất anh cũng phải mang qua cho em một chiếc bento cake Nhỏ nhỏ xinh xinh làm quà hay gì Vâng Và kết quả là anh đi tay không đến Còn phá nghe một câu Anh biết em yêu anh mà Sinh nhật chắc em cũng không cần quà cáp gì to đâu Vì anh đã là món quà lớn lao của em rồi còn gì Vâng Em sốc hai ngày ba ngày liền luôn Ngày xưa thì còn đưa em đi ăn các thứ mà cũng là ăn vặt lề đường, cá viên chiên, bánh mì nướng rồi, nhâm nhâm trà vải, trà đào hóng mát. Còn giờ, món quà anh tặng em, đó chính là bản thân của anh. Những lúc anh đưa em đi dạo trong trung tâm thương mại, em mua một vài cái váy nhưng bằng tiền của em nha. Xin nhắc lại là tiền của em nha, thì anh lại, quần áo thì em mua ở chợ mà cũng được mà, em đua đòi quá anh thấy em nên xem lại thói quen mua sắm của mình đi mua nhiều quá tạo thói quen xấu sau này cưới nhau về mà quen chi tiêu như vậy là khổ ủa nhiều lúc quản luôn cái thói chi tiền của em hên là mua đồ tiền của em chứ gặp mà mua đồ tiền của anh á chắc anh dãy nảy mấy ngày liền luôn quá để giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình của anh lâu lâu vào các dịp lễ em vẫn đều đều quà cáp và thăm mẹ của anh hầu như đủ các dịp từ tám tháng ba 20 tháng 10, ngày của mẹ, sinh nhật mẹ, sinh nhật em gái của anh Tết dỗ, em đều quà cáp đầy đủ để thể hiện sự quan tâm của em đến gia đình. Còn anh thì chưa bao giờ ngỏ ý nói chuyện với mẹ của em, huống chi là chuyện biếu quà đến gia đình em. Chưa kể những lần em chủ đi xem phim cùng vào mấy ngày cuối tháng phí vé sẽ giảm. Em chủ thì anh đồng ý đi đó. Em cũng ngỏ ý đặt vé bổng và nước thì anh lại muốn xe ra. Anh trả tiền vé, em trả tiền bổng và nước. Ok em cũng đồng ý. Anh còn nói thêm, hay là em khỏi đặt bổng đi, để anh đem mấy gói snack ở nhà có sẵn rồi quăng vào túi, đem vào ăn cũng được, đỡ tốn tiền bóng ngô. Em bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi đó. Em cũng không hiểu những gì mà anh đang làm luôn. Em hoang mang cho mối tình ngỡ như mơ này rồi ạ. À. Đợi thêm những lần em sang nhà anh chơi, ý định là sẽ nấu món gì ngon ngon được cùng nhau ăn. Thế là anh bảo khỏi và mang ra nồi cá kho 3 ngày chưa ăn hết còn để trong tủ lạnh, cùng với nồi canh khoai tím hôm trước ăn còn gian dở ra hâm lại, hôm nay ăn tiếp. Ăn cho hết chứ không thôi để vài hôm nữa nó hỏng thì lại phí của Hay có lần anh hỏi em muốn uống trà sữa gì không anh bao Ờ hôm đó chắc trời mưa bão cấp 5 cấp 6 biển động mạnh quá Em tưởng sao bao lần góp ý nên anh sẽ sửa đổi cái tính chi ly lại Trời ơi em như mừng thầm trong lòng nhưng lại không Anh nói ráng đợi thêm vài tiếng nữa Đến tầm 12 giờ anh canh lấy mã khuyến mãi Mua trà sữa không đồng Đợi hôm sau anh đặt cho em anh còn phán trà sữa như là thức uống của tư bản hút máu vậy Chả có gì đặc sắc Chỉ là mấy cục thạch với mấy viên trân châu dẻo nguẹo Vậy mà mấy chục ngàn một ly trong phí tiền Em đã quá mệt mỏi với cái tính đó của anh Em cũng góp ý rất nhiều lần Nhưng mà anh bảo từ nhỏ anh đã như vậy Mỗi lần tiêu tiền anh cảm thấy rất xót anh bảo sẽ sửa đổi rồi khóc lóc van xin này nỉ Vì những lần em đòi chia tay lên chia tay xuống Nhưng mà Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó dời Đâu phải muốn sửa là sửa được Đằng nào thì cũng chứng nào thật nấy Nhiều lúc em rủ anh đi chơi cùng với bạn bè Anh đều không muốn đi Cố gắng né tránh hoặc có đi thì cũng gượng gạo Đỉnh điểm là vào 3 tháng trước Hai tụi em đi uống nước và trò chuyện với đám bạn Đến lúc tính tiền Anh liền lãng tránh đi nghe điện thoại Thấy vậy em đành trả giúp cả phần của em và anh Nhưng xui cái là hôm đó em quên mem ví theo mới ác chứ Thật sự lúc này em ngại lắm Nhưng biết tính anh vậy em cũng không hề hỏi mượn anh Tại anh cũng có muốn trả tiền đâu Thấy vậy em nhờ bạn em trả giùm Rồi vài hôm sau em gửi lại trả Anh một mực tỏ thái độ giận dỗi và khó chịu Vì có chuyện nhỏ vậy cũng quên Em mới bảo anh chở em về nhà lấy ví Thì anh lại rất sẵn sàng chở em về thiệt anh đồng ý bỏ thời gian để đưa em về, bỏ qua những khúc như khe cổ trong trung tâm bị ủng tắc để vượt gần 10 cây số để về tới nhà em chỉ để lấy ví. Em không hiểu lý do tại sao mà anh không ngỏ ý cho em mượn tạm, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng có thể cho nhau mượn mà. Sau đợt đó em cũng chả còn mặt mũi nào để gặp bạn bè của mình nữa. Trải qua nhiều chuyện vặt vảnh như vậy thì gom lại, em cảm thấy ức chế vô cùng, càng không muốn gặp anh nữa. Em biết chắc rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu Biết rõ là tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ này Thì mọi chuyện vẫn cứ như vậy Và có khi lại còn tồi tệ hơn Nên thôi em đành bái bai anh thôi Chứ em cũng có tuổi rồi Không thể phí thêm thời gian bên anh nữa làm gì Nên em cũng tranh thủ kiếm bến khác Để còn nhanh nhanh yên bề gia thất Chào các bạn, mình là Hân, năm nay 24 tuổi và mình có một sở thích to lớn cho việc nhuộm tóc, buồn cũng nhuộm, vui cũng nhuộm, thời tiết dở dở ương ương là mình bực bội là mình cũng nhuộm luôn. Trộm vía từ hồi cha sinh mẹ đẻ, tóc mình khá dày và khỏe mạnh. Mình chưa bao giờ ngán những tông màu cực mạnh như xanh vàng, tím đỏ trắng. Trừ những thời điểm Tết hay có dịp quan trọng mình phải về quê, tóc mình chưa bao giờ mang màu đen. Toàn mấy màu người ngoài nhìn vào đã thấy hút mắt luôn. Cụ thể là mình đã từng nhuộm màu xanh nõn chuối giống một chị ca sĩ người Mỹ. Phải nói là rất là đam mê thể hiện cá tính. Các cụ nói cấm có sai, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đến ngày gần ngày dỗ ông nội mình, do không có thời gian đi ra tiệm, mình lên mạng mua lọ thuốc nhuộm lại Đóng tóc highlight hồng tím của mình. Phải nhuộm chứ, mang cái đầu như con tắc kẹo hoa về e là cả họ mình nói ra nói vào. Mình còn phải làm bữa với các cô các bác nữa đứng đắn một chút vẫn hơn thêm một việc bớt được bao nhiêu chuyện mọi sự bắt đầu từ đây lúc mình nhượng lại cảm giác sót không thể tả người bán hàng có bảo chuyện này là điều tất yếu ai cũng giống mình vả lại giá thuốc đâu có rẻ mình đã trao trọn niềm tin tưởng cho shop ừ. cuối cùng sau 10 phút vì quá đâu mình phải mang cả hiện trường đến tiệm làm tóc gần đó để xử lý tóc mình đen đi thật nhưng đã bị gãy và trụng đến hơn nữa anh chủ giúp mình cắt ngắn và tỉa bớt để trong mình bớt nham nhở ôi chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, mình không còn nhận ra mình trong gương, đâu còn bộ tóc dài cuốn hút, giờ đây chỉ còn bộ tóc ngắn cũng kết hợp với gương mặt gầy, mình trông y hệt như người bị ốm, thậm chí nói bị bệnh năng y cũng có người tin. Mọi sự đã rồi, về quê thì vẫn phải về chứ, mình lên mạng tìm mua chiếc mũ Hàn Quốc cá tính, nhằm che đi quả đầu hói, may sao về đến quê trời nắng to, mình không thấy ai hỏi han gì về vụ này, chỉ có bố mẹ mình nhận ra bất thường, bỏ cái mũ xuống cho mẹ nhìn coi khiếp về nhà khư khư đội mũ che hết cái mặt mẹ nhìn nhăn mặt bảo con cắt kiểu tóc mới sợ bố mẹ chê mày bao lần nhuộm xanh đỏ ở hà nội bố mẹ có nói gì đâu đây là bộ xấu hổ bố mình cười cười nói và hai phụ huynh mặt cứng đờ ra bố mình sốc đến nỗi ông làm rơi cả cái kim xuống trong lúc đang sửa xe đạp bố mẹ mình đã chìm trong yên lặng mất ba mươi giây cho đến khi mẹ mình hét con ơi mẹ chịu mày mày cắt ở tiệm nào chúng đã bắt nạt mày rồi mặt mũi cứ đến nỗi nào đâu mà chọn kiểu này hết con thiếu tiền thì bảo bố mẹ một câu sao phải bán tóc mình nghe hai bố mẹ mắng lên bờ xuống ruộng cho tiền mình mình cũng không dám hé răng nửa lời về việc mình mua thuốc tự nhuộm chắc là thấy gương mặt mình có vẻ ăn năn hối lỗi mẹ dịu giọng xuống bây giờ cốc con đang rất xấu bố mẹ không gửi được con cứ đổi cái mũi này vào bao giờ nó một dài ra rồi tính mẹ tính không bằng các cô gì chú bác tính hôm đó phụ mọi người làm bữa có chút nóng nực mình vào nhà vệ sinh cởi mũ ra rửa mặt và đứng quạt cho mát đúng lúc ấy chị họ mình bước vào gọi mình mở cửa chị đang cần đi gấp thế là chị may mắn nhìn thấy chiếc đầu xinh xinh của mình bà chị này có khả năng tám chuyện cực nhanh chả mấy chốc cả họ mình đã đồn ầm lên rằng mình bị bệnh bác mình sụp xịt bảo sao con bé đội mũ suốt các gì tỏ ra thương cảm, rõ là xinh gái đó chứ. Ngày xưa tóc đen dài duyên dáng, bệnh nó phá ra nhanh quá. Ban đầu mình nghe mọi người nói thì mình chắc mẩm đó là ai, không nghĩ là chính bản thân mình. Trước giờ ăn, bác cả gọi tất cả. Chào mấy ông nha, giới thiệu một chút tôi là Tuấn, còn người yêu tôi là Linh, kém tôi 2 tuổi, học sư phạm 2. Thế nhưng trở thành giáo viên chỉ là một mục tiêu trong danh sách những mục tiêu được update bổ sung mỗi ngày của em thôi tôi đã chả còn lạ gì với việc một ngày em thức dậy và bảo mình sẽ học IT, kế toán hay thậm chí còn bắt tôi dạy em vẽ để làm họa sĩ. Xong chỉ được vài hôm là bỏ ngang. Tôi cũng đã quen dần với việc thay đổi cùng em rồi nên thấy ok chả sao. Nhưng mà mấy ông ạ à, chuyện éo gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Điều tôi lo nhất cũng đã đến. Chắc mấy ông cũng không lạ gì cái rap việc Công nhận sau chương trình đó thì rap đã được nhiều người biết tới, trở nên phổ biến thịnh hành trong giới trẻ. Tôi thì phải nói thật là tôi đéo biết gì về rap cả nghe bắt tai vui vui cơ bản là do rap không thích tôi không có tí máu rap nào trong người hết và em người yêu tôi cũng vậy không biết gì về rap cả không hề xem rap việt mùa một hai thế nhưng tự dưng một hôm em gửi cho tôi một đoạn khích trong rap việt mùa ba với lời nhắn anh ơi xem nè nghe hay ha rồi xong luôn người yêu tôi thay đổi chóng mặt chỉ sau vài ngày em ấy cắt phăng mái tóc dài xoăn nhẹ mới làm tháng trước sửa thành tóc layer rồi nhuộm đuôi màu đỏ dâu phong cách ăn mặc nói chuyện cũng bắt đầu thay đổi Tôi bị ngợp luôn Bình thường em mặc đồ nhẹ nhàng hơi nữ tính trong nhã nhặn Trưởng thành Giờ em chuyển sang phong cách hip hop kiểu bụi bụi mà nửa mùa Nó cứ sao sao á Tôi buồn cười quá mới hỏi Em có niềm vui mới hả Cháy thế làm rapper cơ đấy Lúc đó là tôi còn thấy hay hay mà không nhận ra là mình sắp phải đối mặt với thảm họa Xong có ông biết gì không Em quay sang tôi Chắc nịch Yes sir Tôi thấy hơi cấn cấn rồi đó Bởi vì mọi khi tôi nói gì em đều một câu dạ hay câu vân Rồi người yêu tôi giải thích là phải như thế mới đậm chất hip hop. Không chỉ thế thay vì gọi tôi anh ơi Thì bây giờ em chuyển sang gọi tôi là hay vô các ông ạ à. Đó là về phong cách thôi Rapper là phải biết rap Vâng em người yêu của tôi rap thì cứ phải gọi là Éo nghe được cái chữ nào hết Bà ấy nói ngọng nữa chứ Đã thế còn não cá vàng Mình viết lời ra nhưng không nhớ được Em đưa tôi cái tờ giấy bảo đó là lyrics Rồi bắt tôi kiểm tra em học thuộc thế là cứ tới đêm em tra tấn tôi hai ba bài trước khi đi ngủ mà chả hiểu sao lại xiên thế rapper này ngày ra tận chục bài tôi không biết là em đã cày hết các tập của rap việc chưa chứ lúc nào tôi cũng bắt gặp em đang xem chăm chú rồi còn nghiên cứu tìm học cách làm rap mở cái danh mục tìm kiếm trên điện thoại em ra mà choáng cái gì mà cách học làm rap cho người mới bắt đầu xong em ấy còn đang nhăm nhe mua bộ đồ thu âm mà mấy cái đó có rẻ gì đâu các ông lại bảo sao tôi không ca người yêu đúng không Tôi có góp ý các thứ đó chứ Mà có nghe đâu Bảo anh phải tin em Em cảm nhận được chất rap trong người Ôi rồi Bà hát không thôi đã thở hổn hển rồi Mà người yêu tôi học sư phạm nha mấy ông Giáo dục mầm non ấy Thế lại rap cho các cháu nghe à Tôi cũng bất lực lắm rồi Cứ nghĩ là em sẽ chán rồi bỏ ngang như mấy lần trước thôi Nhưng mà lần này thật sự không ổn rồi Cũng được 2 tháng Và tôi đã phải nghe hàng trăm bài rap của em mỗi ngày Tôi phải làm sao đây các ông Em còn đang dự định thi rap việc mùa 4 nữa kìa Cứu tôi, cứu tôi em và bạn quen nhau được hơn một năm trong một năm quen nhau bạn chưa bao giờ trả tiền mỗi lúc đi ăn hay là đi chơi toàn em trả hết bạn chỉ trả cho em đúng một hôm đầu tiên đi chơi với nhau còn lại đều là em trả bạn còn rất hay cố tình vòi vĩnh em mua đồ mua quần áo mua thẻ game cho bạn mà bạn đòi em mua gì là phải bắt buộc bằng được không thì sẽ giận dỗi lúc đó em còn rất mù quáng kiểu bị thao túng tâm lý ạ cố gắng đáp ứng những gì mà bạn yêu cầu hồi dịch cứ cách hai ngày là bạn lại bắt em mua cả điện thoại cho bạn Hôm nào em không mua là lại dở trò giận dỗi chia tay các kiểu Đợt đó em cũng chán lắm rồi Đề nghị chia tay rất nhiều lần Bạn đồng ý nhưng một hai ngày sau là nhất quyết đòi quay lại Rồi đòi sống đòi chết Khi đó bạn đang bị gãy chân nên em cũng cố gắng chịu cho qua Điển hình là hồi Tết Bạn có chơi bài bạc nợ một số tiền cũng khá lớn Rồi cũng nhắn tin kêu chán và cố ý nói em là người trả số tiền đó cho bạn mà bạn không chỉ nhắn một lần. Thấy em không đồng ý, bạn cố tình nhắn rất nhiều lần cho em. Kiểu ngày nào cũng nhắn ấy ạ. Rồi còn nói nếu em không trả được cho anh thì còn rất nhiều đứa muốn trả cho anh mà không được. Rồi em kêu, vậy thì kêu mấy đứa đó trả cho. Thì bạn mới im và cho qua vụ đó. Em cũng nghĩ chuyện đó là do bạn tự dưng lên lấy để được tiền từ em thôi. Con trai gì đâu, sống chỉ biết phụ thuộc vào phụ nữ Mở miệng ra là kêu em phải nuôi anh Không biết là bạn có biết nhục không nữa Bạn còn có cái kiểu là hay cố ý kiếm chuyện cho em ghen Nào là bày trò đi nhậu, có con gái rồi ngủ ở nhà con đó luôn Hay là cố tình nhắn mấy cái tin nhảm nhí cho em kiểu như là đi ba có em này em kia Đợi em đọc xong rồi gỡ tin nhắn kêu là nhắn lộn Mà mấy trò đó thì em biết thừa cũng giả vờ diễn cho bạn vui thôi. Chưa bao giờ em quen ai mà em cảm thấy hối hận như vậy luôn á. Chuyện đó tiếp diễn rất lâu, đến khi em chờ bạn khỏi chân, em mới đi nghị chia tay. Chưa hết đâu, chia tay rồi nhưng mà bạn vẫn cố tình dây dưa, kêu chờ em rồi đã quay lại. Nhưng chia tay một hai tuần lại công khai đăng hình yêu hẹn hò với người con gái khác. Rồi cứ một hai tuần lại nhắn cho em, xong nói là chia tay với con nhỏ đó rồi. Nhưng hôm sau nhắn cho em thì em không đồng ý quay lại Thì lại đăng hình đứa con gái đó Em không hiểu nó đang suy nghĩ gì luôn á Rồi chuyện đó tiếp diễn 4 năm lần Bị em chửi nhiều quá Đến hôm em công khai người yêu mới Thì lại vào nhắn tin Hỏi quen người mới rồi hả Rồi kêu sẽ tiếp tục chờ em Trời ơi em thấy sợ thiệt sự Xong còn nói trước giờ Chưa từng quen con nhỏ kia Nhưng mà hôm sau tiếp tục đăng lại hình Rồi công khai hẹn hò Mọi người cho em hỏi là bạn đó đang có vấn đề gì về thần kinh hay tâm thần không ạ? À? Chứ em thấy bạn bị bệnh sàm và bệnh hoang tưởng nặng lắm rồi đấy ạ. Trước giờ em không chấp, chứ càng ngày em càng thấy bạn càng làm phiền cuộc sống của em khiến em thấy sợ quá. Cũng may là giờ em đã có người yêu mới tốt gấp 100 lần bạn đó. Cũng mong các chị em đừng để bị tình trạng giống như em, bị thao túng tâm lý. Giờ chắc em mà thống kê số tiền mà em đã chi cho bạn trong suốt gần một năm thì chắc cũng phải nhiều lắm đấy ạ Cũng mong em gái kia sớm biết được bộ mặt thật của nó để mà tránh Chứ em thấy người như vậy không nên quen ai để làm khổ con nhà người ta đâu ạ Cho mọi người, em là Hân, là một đứa ngoài có bản lĩnh ăn hơn thua với sếp trên công ty. Ngoài ra còn có hơn mười mấy năm kinh nghiệm trong việc ăn cơm chó. Cơm chó hồ Tây, cơm chó trên giảng đường, rồi cơm chó văng tung tóe khắp nơi ở cái đứa mình ghét. Thiết nghĩ em cũng đã ăn đủ no cho mười đời nữa rồi á. Những tưởng cuộc đời em chỉ cần sau 10 năm, sau khi lấy chồng là có thể thoát kiếp ăn cơm chó, chuyển kiếp đi phát cơm. Nhưng mà không, đời không như ta nghĩ. Đến giờ khi có chồng rồi ăn vẫn phải cần mẫn ngày ngày rồi nhìn cơm chó bay rồi hít hạ cơm chó ngay trong ngôi nhà của mình. Mà người phát cơm nào có phải là em, mà là bố mẹ chồng em. Có cây không? Em nhớ như in ngày đầu về làm dâu đã bị sốc cơm chó. Bữa đó em dậy sớm để cùng chồng chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ, ra dáng đôi vợ chồng son. Nhưng ai về anh lại chê rồi chơi cho câu Không cần chuẩn bị đâu hơn Giờ xuống dưới nhà chỉ có em là được ăn cơm thôi Chứ bố mẹ anh thì thừa sức chuẩn bị Ban đầu em còn tưởng là mọi ngày ông chồng này của em đều là do bố mẹ cương chiều Nên đến cơm sáng cũng phải do hai người tự tay chuẩn bị Nhưng mà không nha Khi vừa xuống dưới nhà em nhìn chồng em với ánh mắt không tin được Chồng em lại ưỡn nhực ngướng vai bảo điều tất yếu tồn tại trong nhà này đã từ lâu rồi anh chán lắm rồi tưởng của em cuộc đời anh sẽ khác cảnh tượng em nhìn thấy là bố chồng em đang đứng trong bếp thái rau củ thịt cá mẹ chồng đứng bên một tay thì chia gia vị nấu tay kia thì thi thoảng lấy một miếng hoa quả cho bố chồng em Nhìn họ mới giống đúng phong cách của đôi vợ chồng son vừa mới cưới hôm qua chứ không phải là hai đứa tụi em. Khi phát hiện cả con trai và con dâu là chúng em đã dậy, mẹ chồng tươi cười bảo em cứ thoải mái không cần phải tức bật dậy sớm. Rồi còn bảo bếp nút trước giờ là địa bàn của bố thằng Long nên con không tranh được với ông ấy đâu. Điều đáng nói là mẹ chồng vừa nói vừa cười rất ngọt ngào với bố chồng khiến em cũng ngẩn tò te ngồi hít từng chút từng chút cơm chó đó. Vào bữa ăn thì nó mới gọi là ối rồi ôi, khác hoàn toàn với vẻ mặt đầy cam chịu và nhẫn nhục của chồng em. Bố chồng cứ ngồi trước bàn ăn, một câu vợ ơi, ăn cái này nha, rồi gấp vào bát cho mẹ chồng miếng cá kho ngon nhất, câu sau lại vợ ơi, miếng đó không ngon đâu để cho thằng Long ăn, em ăn miếng này đi, cái hơn thì cho nó ăn miếng ngon thứ hai này. Em thề với mọi người là chưa bao giờ mà em tiếp xúc với mùi cơm chó bay tràn ngập kẻ răng thế này. Chồng em thi thoảng có bất bình vì bố mẹ chồng phát nhiều cơm chó quá khiến em hơi hốt, thì cả bố đến mẹ đều đồng thanh không có nên mày ghen hả khiến em mắc chữ a mồm chữ o quỳ lại luôn tuy hôm đó em chỉ ăn một bát cơm nhỏ thôi nhưng cũng đủ sức để ợ ra vài hơi đó ạ à. sau thời gian đó em cũng dần quen với bát cơm chó thường ngày này của bố mẹ chồng chồng em cũng gọi là biết trải cơm chó nhưng chỉ cho người ngoài thôi về nhà cơm chó của hai đứa em cứ phải gọi là hữu danh vô thực trước mặt bố mẹ chồng thi thoảng lúc mẹ có đi đâu bố luôn chở đi đón về khi bận quá thì còn gửi cho mẹ tin nhắn nhắc mẹ mang ô đi tránh trời mưa rồi nhớ về sớm những mẫu tin tuy là nhỏ nhỏ, nhưng qua những lần em thấy những gì mẹ kể, những gì bố chồng làm và những thái độ bất bình mà chồng em thể hiện, em đã biết họ đã và đang có thời gian hạnh phúc trẻ mãi cùng Thanh Xuân, cùng tình yêu như thế nào. Nhưng mà bố mẹ ơi, hai người bớt bớt trải cơm lại đồ cơm, chứ cứ theo tình hình này thì cuộc đời con cứ phải gọi là lão đại trong làng đi ăn cơm chó đấy ạ. À. Chào mọi người, mình là nữ 24 tuổi. Mình muốn kể một câu chuyện về luật nhân quả hay quả báo có thể tắt đường nhưng sẽ đến. Mình đã kết hôn được 3 năm và đã có hai con. Nhưng gần đây mình thấy chồng hiện tại của mình bắt đầu có người con gái khác. Vì thương các con còn nhỏ nên mình chẳng làm được gì. Anh ấy hay về muộn chẳng chăm lo cho mình dù mình đang có con nhỏ. Nhiều đêm chỉ biết nằm ôm con khóc ngẫm mới thấy hay là quả báo đang đến với mình. Mình có một anh người yêu cũ cùng tỉnh nhưng cách nhau phải đến hơn 50 km. Nhà anh ở thành phố, nhà mình ở huyện, anh hơn mình một tuổi. Nhà anh gần nhà bác mình, có lần mình ra chơi và quen được anh, nói chuyện với nhau một thời gian thì chúng mình yêu nhau. Lúc đó mình học lớp 12 vì không xác định thi đại học nên mình chỉ học xong lớp 12 thì ở nhà phụ mẹ bán hàng. Anh thì cuối tuần lại sắp xếp đi xe máy vào gặp mình, rồi cũng đến lúc hai bên gia đình biết. Vì ngày đó xác định đợi anh học xong có công việc ổn định thì cưới nhau, anh học năm ba còn đi làm thêm thời gian dành cho mình càng ít. Nhưng từ lúc đi làm, anh chưa để mình thiệt thòi vì những dịp lễ hay có khi chẳng dịp gì. Chỉ cần anh thấy đẹp hợp với mình là anh mua tặng mình. Anh vẫn sắp xếp thời gian để gặp nhau. Mình cũng thi thoảng ra thăm anh đi chơi với anh. Anh cũng rất tốt với gia đình mình, các chú, các thím hay các em đều rất quý anh rồi đến khi anh học năm cuối công việc ngày càng bận nhưng anh vẫn luôn yêu chiều mình vô điều kiện vẫn luôn dành thời gian rảnh cho mình ở nhà nhiều thì mình cũng chán mình xin mẹ và anh cho đi làm phục vụ ở nhà hàng gần nhà anh thì không muốn vì anh nói anh lo được không muốn em khổ nhưng mình quyết định đi vì mình cũng muốn kiếm tiền sang sẻ với anh đó như là bước ngoặt cuộc đời của mình làm được một tháng mình bắt đầu quen với mọi người và dần thân thiết hơn với người con trai khác lại chồng mình bây giờ anh người yêu cũ của mình lúc này bắt đầu vào giai đoạn phải đi thực tập nhiều hơn làm nhiều hơn ít có thời gian quan tâm mình chồng hiện tại của mình thì luôn bên cạnh quan tâm làm đồ ăn còn chở mình đi làm mẹ mình cũng biết luôn nhắc mình đừng có làm gì có lỗi với anh mình thì con tim không nghe lý trí anh kia dù biết mình có người yêu nhưng vẫn chấp nhận làm người đến sâu để chăm lo cho mình cái kim trong bọc thì cũng phải lòi ra. Anh biết bố mẹ gia đình mình cũng biết mọi người gọi anh vào nói chuyện. Anh cũng níu kéo, nhưng mình lúc đó đang có tình yêu mới. Mình đã dứt khoát với anh, mặc cho mẹ hay các thím đều khuyên ngăn. Anh quay đi, mình thấy anh khóc. Anh về ngay trong đêm. Anh chặn liên lạc với mình tất cả Facebook, Zalo hay số điện thoại. Anh cũng hủy kết bạn với những người nhà mình. Lúc đó mình cũng kệ, vì như thế đỡ phải thấy nhau. Rồi nửa năm sau mình kết hôn, cuộc sống của mình và chồng hiện tại cứ êm đềm đôi lúc cũng khó khăn vì cả hai chỉ là đứa làm thuê. Đợt Covid vừa rồi mình phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền trang trải. Đúng là chỉ khi có tiền thì cuộc sống mới hạnh phúc. Rồi gần đây mình gặp lại anh người yêu cũ. Anh giờ đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty, đang mở thêm chi nhánh gần chỗ mình. Nghe nói có thể anh sẽ là giám đốc ở chi nhánh đó, công ty anh lại đặt tiệc đúng nhà hàng chỗ mình làm nhìn anh phong độ đẹp trai hơn lúc mà yêu mình mình nhìn anh thấy ánh mắt của anh có lướt qua mình nhưng lại lãng tránh ở buổi tiệc anh luôn được mọi người chào đón đúng với người có chức có những lúc mình để ý có một chị gái luôn đi theo anh hai người cười nói rất vui vẻ sau buổi tiệc mình có hỏi cô mình cũng đang làm ở công ty Cô kể sau chia tay mình anh tập trung cho công việc, đợt Covid anh cũng cùng công ty qua giai đoạn khó khăn, năng lực anh rất giỏi, năm ngoái anh tự mua chung cư, mua xe hơi, hiện vẫn đang ở một mình. Cô gái kia đang thích anh nhưng anh vẫn chưa chính thức xác nhận, xung quanh anh cũng đầy người các cô gái vây quanh nhưng chắc do vết thương lòng từ lâu nên cũng chưa đồng ý với ai, anh cũng chủ động đến thăm mẹ mình mẹ mình nhìn anh chỉ biết khóc tiếc thương cho phận mình anh gặp mình thì thường lãng tránh gặp mình chắc anh vẫn hận mình nhiều lắm mình thì giờ cũng không biết sao nữa chắc hối tiếc cũng quá muộn chắc giờ mình phải đang gánh quả báo mà trước đây mình gây ra cho anh